chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Sống Khỏe của Trung tâm Nội tiết Đái Tháo Đường Family, với mong muốn tạo một kênh tương tác gần gũi với các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia của cộng đồng, nhất là những người đã và đang sống với bệnh lý mãn tính, nội tiết, tim mạch, thần kinh. Chương trình Sống Khỏe ra đời hy vọng sẽ mang đến cho người xem những kiến thức bổ ích về bệnh lý này trong cuộc sống. Và chủ đề của Sống Khỏe sẽ thay đổi theo tháng. Vì thế, đừng ngần ngại tương tác với chúng tôi bằng cách để lại thông tin về chủ đề bạn mong muốn ở phần bình luận phía dưới video này. Như quý vị đã biết, tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ là vấn đề luôn mang tính thời sự của ngành y học, bởi lẽ tỷ lệ tử vong do đột quỵ rất cao, đứng hàng thứ 3 sau ung thư và tim mạch và đứng hàng thứ nhất trong các bệnh lý về thần kinh. Điều đáng lo ngại hơn là số lượng bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa, tạo gánh nặng cho bản thân bệnh nhân, gia đình và xã hội bởi di chứng lâu dài và nguy hiểm của nó. Theo thống kê, cứ 6 người sẽ có một người đột quỵ trong suốt quãng đời của họ. Tại Mỹ, trung bình mỗi 40 giây sẽ có một trường hợp đột quỵ não cấp. Trên thế giới, hàng năm có 6 triệu người tử vong do đột quỵ, tiêu tốn nhiều chi phí chăm sóc y tế, thuốc măng, số ngày nghỉ việc. Tại Việt Nam, ước tính cả nước mỗi năm có hơn 200.000 trường hợp đột quỵ và khoảng 50% tử vong do phần lớn người bệnh đột quỵ không đến được bệnh viện trong thời gian vàng. Dạ, xin chào Phó Giáo sư Nguyễn Đình Toàn và xin chào bác sĩ Lê Hồng Phong. Cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe của Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Và cũng xin chào và cảm ơn biên tập viên Thanh Bình đã mời chúng tôi đến đây tham gia trong chương trình trao đổi về đột quỵ này. Dạ, thưa Phó Giáo sư Toàn, thì theo như chúng tôi được biết thì hiện nay bệnh đột quỵ là một cấp cứu nặng và có thể là có tỷ lệ tử vong cao. Nếu bệnh nhân không tử vong thì có thể là để lại di chứng nặng nề. Vậy thì theo Phó Giáo sư là đột quỵ là gì và cơ chế nào dẫn đến bị đột quỵ? Vâng, xin thưa với biên tập viên Thắng Bình, đột quỵ là như chúng ta biết, đột quỵ là một cấp cứu về thần kinh. Đây là một vấn đề nghiêm trọng bởi vì rằng cho đến hiện tại người ta thấy rằng đột quỵ, một là bệnh nhân tử vong, hai bệnh nhân tàn phế, với tỷ lệ ngày càng tăng cao trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Thống kê hiện tại trong thế giới người ta thấy rằng cứ 6 giây thì có bệnh nhân bị đột quỵ và từ khoảng 3 đến 4 giây thì có bệnh nhân nào đó đâu đó trên thế giới tử vong vì đột quỵ. Ở Việt Nam thì chưa có nghiên cứu lớn trên toàn quốc, nhưng tuy nhiên một nghiên cứu lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy rằng trung bình thì chúng ta có khoảng 200.000 bệnh nhân đột quỵ mỗi năm và điều trị tại bệnh viện. Đột quỵ là một cái bệnh cảnh gây nên do cái mạch máu não nó bị tắc hoặc là bị vỡ. Khi chúng ta biết là bình thường máu bơm từ tim để lên não, từ máu cho não, thì chúng ta có hai cái mạch máu ở phía trước là hai động mạch cảnh, hai mạch máu phía sau là động mạch đột sống nền. Thì khi mà mạch máu, một mạch máu nào đó bị tắc dẫn đến là máu không lên não được, thì cái vùng não đó sẽ bị hoại tử và từ đó sẽ dẫn đến bệnh nhân mất chức năng. Ngược lại, trường hợp thứ hai thì một mạch máu nó bị vỡ thì máu sẽ từ trong lòng mạch tràn ra ngoài, nó sẽ chèn ép các cấu trúc não và cũng gây ra tình trạng là bệnh nhân cũng sẽ bị viêm, các triệu chứng lên lâm sàng nặng nề hơn, có thể rơi vào tình trạng hôn mê và có thể tử vong. Thì trên lâm sàng dựa vào cơ chế bệnh sinh vậy, người ta phân làm hai loại, đó là đột quỵ nhồi máu não, tức là do mạch máu bị tắc, não bị thiếu máu cục bộ gây ra hoại tử, và thứ hai là đột quỵ xuất huyết não, tức là mạch máu não bị vỡ, máu tràn ra nhu mô não gây nên tăng áp lực nội sọ, bệnh nhân có thể tử vong. Trong hai nhóm bệnh này thì xuất huyết não tỷ lệ tử vong cao hơn là nhồi máu não. Tuy nhiên người ta thấy rằng là nhồi máu não thì để lại di chứng nặng nề hơn so với ở bệnh nhân bị tai biến, thì di chứng này là di chứng về vận động, về ngôn ngữ, vân vân. Vậy thưa bác sĩ Phong, đột quỵ nguy hiểm như vậy thì có những cái dấu hiệu và triệu chứng gì để nhận biết sớm ạ? Thưa quý vị khán giả, thì đột quỵ là một cấp cứu nội khoa với cái khẩu hiệu thời gian là não. Do đó chúng ta cần phải nhận biết sớm và hành động nhanh. Bởi vì nếu như chậm là não sẽ chết. Những cái dấu hiệu sớm chúng ta cần phải nhận biết. Thứ nhất là đột ngột nửa người
yếu hoặc tê. Thứ hai đó là những cái rối loạn về lời nói, như nói khó, nói ngọng, cấm khẩu, không hiểu lời nói. Thứ ba đó là cái mặt của chúng ta bị lệch, khi nhìn vào thì thấy miệng của mình có thể bị méo. Đó là ba dấu hiệu mà thường gặp. Ngoài ra còn có những cái dấu hiệu như thể là mất thăng bằng, chóng mặt, đau đầu đột ngột mà không giải thích được nguyên nhân, rối loạn ý thức. Vậy thì khi phát hiện những cái dấu hiệu của đột quỵ như vậy thì chúng ta cần phải làm gì thưa bác sĩ? Nếu như chúng ta có người thân hoặc là phát hiện ra những cái bệnh nhân có những cái dấu hiệu mà tôi vừa chia sẻ thì ngay lập tức chúng ta phải đỡ bệnh nhân để họ không bị té ngã. Và thứ hai là nếu như bệnh nhân còn tỉnh thì chúng ta phải nhanh chóng đặt bệnh nhân nằm yên tĩnh và gọi ngay cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất. Nếu như bệnh nhân hôn mê thì chúng ta sẽ xem bệnh nhân còn thở hay là không. Nếu như bệnh nhân ngưng thở thì chúng ta phải tiến hành cấp cứu hô hấp nhân tạo ngay cho bệnh nhân và nhanh chóng gọi người hỗ trợ đưa bệnh nhân tới bệnh viện chuyên khoa càng sớm càng tốt. Những cái điều mà chúng ta không được làm khi phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ, thứ nhất là không tự ý điều trị cho bệnh nhân những cái phương pháp đông y như là cạo gió, bấm huyệt, vì những cái tác động này có thể làm trầm trọng hơn những cái tình trạng của bệnh. Thứ hai là không được cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì vì đề phòng gây nôn và gây trào ngược và hít chất nôn vào phổi sẽ rất là nguy hiểm. Và thứ ba là không tự ý uống bất cứ một loại thuốc gì. Do đó với bệnh nhân mà phát hiện bệnh nhân đột quỵ, người thân hoặc là đồng nghiệp thì chúng ta phải nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện chuyên khoa càng sớm càng tốt. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Phong. Vâng, thưa phó giáo sư Tò, thì phó giáo sư có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết các phương pháp điều trị đặc hiệu hiện nay dành cho bệnh nhân đột quỵ được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, thì đột quỵ là một bệnh nặng như chúng ta biết đấy, tỷ lệ tử vong cao, và do đó cái vấn đề điều trị cấp cứu bệnh nhân đột quỵ đặt ra thử thách rất là lớn, bởi vì chúng ta phải chạy đua thời gian. Như câu trả lời lúc nãy mà của bác sĩ Phong, chúng ta biết rằng là thời gian là nào, vì sao thời gian là nào, bởi vì nếu chúng ta càng để chậm như nào thì nào càng chết nhanh như đó. Chúng ta biết rằng là nếu mà tắc mạch thì trong vòng, theo những nghiên cứu người ta thấy rằng trong vòng 4 giờ đồng hồ, nếu như mình làm tải thông được mạch máu, máu tươi trở lại thì nào sẽ không chết, bệnh nhân sẽ được phục hồi các cái chức năng. Còn nếu chúng ta để chậm 4 giờ rưỡi thì bệnh nhân có thể sẽ có những di chứng tàn phế. Do đó đặt ra vấn đề chúng ta phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt khi phát hiện các triệu chứng đột quỵ. Và khi đến bệnh viện, bệnh nhân sẽ được làm cả xét nghiệm chuyên khoa, được chụp CT, MRI và được chụp mạch máu não để coi thử liệu là bệnh nhân tổn thương nào, mức độ nào, có tắc mạch hay không và tắc mức độ nào. Và tùy thuộc vào thời gian, người ta có các cái điều trị chuyên biệt đối bệnh nhân nhồi máu não. Thì hiện tại ngay tại Việt Nam cũng như tại bệnh viện gia đình ấy, chúng tôi đã có các ứng dụng các kỹ thuật cao để điều trị, trong đó quan trọng nhất là điều trị tiêu ở khối động tiêu sự huyệt bằng đường tĩnh mạch. Chúng tôi nếu bệnh nhân tới sớm trước 4 giờ rưỡi và chúng tôi đánh giá nếu không có các cái chống chỉ định thì sẽ cho bệnh nhân điều trị tiêu sự huyệt qua đường tĩnh mạch để giúp làm tan được cục khối và giúp tải thông mạch máu trở lại. Thứ hai, nếu bệnh nhân vẫn không tan được cục máu đông, chúng tôi chụp động mạch mà thấy rằng là bệnh nhân vẫn tắc thì chúng tôi tiến hành là hút cực khối, hoặc là chúng tôi dùng một cái dụng cụ người ta gọi là stent để lấy cực khối. Chúng tôi đưa vào, tôi rút cái cục cực khối ra để làm tải thông mạch. Thì đó là cái kỹ thuật chính, tiêu sự huyệt đường tĩnh mạch, lấy cực khối bằng dụng cụ hoặc là hút cực khối. Tuy nhiên với tất cả các cái kỹ thuật này, cho dù kỹ thuật cao nhưng mức độ thành công nó tùy thuộc vào cái thời gian bệnh nhân đến viện càng sớm càng tốt. Bệnh nhân càng đến sớm chừng nào mà được tải thông sớm thì cái vùng nào tổn thương sẽ hồi phục nhanh chừng đó. Còn nếu mà chúng ta tới muộn thì chúng ta mất đi cái thời gian vàng, tức là cửa sổ điều trị để điều trị cho bệnh nhân. Và cho dù chúng ta có tải thông được mạch máu thì cái di chứng để lại vẫn khá nặng nề. Do đó một cái thông điệp
mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả quý vị đó là gì? Đối với bệnh nhân đột quỵ, thời gian là nào? Có nghĩa là chúng ta phải chạy đua với thời gian. Và quý vị đừng để mất thời gian cho những việc khác. Như bác sĩ Phong lúc nào cũng nói quý vị, chúng ta không có tự cho uống thuốc, cho ăn bấm huyệt, chích lệ vân vân. Chúng ta phải càng nhanh càng tốt đưa đến bệnh viện, bởi vì quý vị càng tác động cho bệnh nhân thì càng làm nặng cả triệu chứng, cũng như rằng làm mất cái thời gian vàng để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Đó là đối với bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não. Đối với bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não thì có một đa số thì do bệnh nhân bị tăng huyết áp, nhưng một số trường hợp đó là do các nguyên nhân về dị dạng mạch máu, ví dụ như là bệnh nhân bị phình mạch máu vỡ, hoặc là bệnh nhân bị AVM, tức là bị dị dạng động tĩnh mạch não. Thì ngoài cái điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân thì có điều trị chuyên biệt, đó là người ta dùng phẫu thuật để mà lấy khối dị dạng mạch máu, hoặc là người ta phẫu thuật để kẹp cái cổ tử phình lại. Trong can thiệp mạch ở bệnh viện đã qua gia đình chúng tôi đã triển khai, để chúng tôi có thể là dùng một dụng cụ đưa vào để mà bịt cái tử phình động mạch làm cho máu không có chảy nữa, người ta gọi là phương pháp đặt coi. Phương pháp thứ hai đó, đối với các cái bệnh nhân bị dị dạng động tĩnh mạch thì chúng tôi dùng cả phương pháp đó là bấm keo, hoặc là chúng tôi đặt các cái coi để mà làm cho máu không tới cái ổ dị dạng này, thì thằng đó dẫn đến là sẽ teo lại và bệnh nhân sẽ không còn xuất huyết cho những lần sau. Hay đó là những cái điều trị đặc hiệu cho đột quỵ mà hiện tại tại Việt Nam cũng như tại bệnh viện gia đình là nào, chúng tôi đã triển khai gần như được tất cả các kỹ thuật này. Vâng, thưa phó giáo sư, thì xã hội hiện đại đi kèm với có lối sống không lành mạnh, chế độ dinh dưỡng không phù hợp, cuộc sống quá nhanh khiến cho người phải chịu nhiều áp lực, bên cạnh đó thì các bệnh mãn tính cũng ngày càng gia tăng. Vậy thì phó giáo sư có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết những cái yếu tố nguy cơ và bệnh lý nào làm tăng nguy cơ đột quỵ ạ? Thật ra thì yếu tố nguy cơ và nguyên nhân gây bệnh của đột quỵ rất là đa dạng. Chúng ta biết rằng là có những nhóm nguyên nhân nó nguyên phát, nhưng có những nhóm nguyên nhân là thư phát. Thư phát ở đây có nghĩa là đột quỵ gây nên sau một bệnh cảnh khác, thì có khá nhiều bệnh và nhiều yếu tố nguyên nhân. Trong đó nổi cộm nhất đó là bệnh nhân bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, các cái bệnh lý về tim, ví dụ bệnh nhân bị rung nhĩ, nhồi máu cơ tim, viêm nội tâm mạch, nhiễm khuẩn, vân vân. Hoặc là các cái nhóm nguyên nhân do các bệnh lý mà tương đối hiếm gặp, đó là các rối loạn về đông tâm máu, bệnh nhân khiếm khuyết các cái yếu tố trong cái thành phần trong cái chuỗi đông tâm máu, ví dụ khiếm khuyết protein C, protein S, vân vân. Hoặc là bệnh nhân có các cái biểu hiện do đột biến gen gây nên những chuyện là rối loạn cơ chế đông tâm máu. Ngoài ra thì các yếu tố nguy cơ trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể làm tăng cái khả năng bệnh nhân đột quỵ, đó là gì? Hút thuốc lá nhiều, uống rượu bia, tịch tài, tức là bệnh nhân ngồi nhiều mà ít cái hoạt động thể lực. Rồi bệnh nhân gì nữa? Béo phì. Những bệnh nhân béo phì là những bệnh nhân có nguy cơ của sơ vữa động mạch lớn hơn so với người mà không béo phì, thành ra cái tỷ lệ đột quỵ tăng hơn so với nhóm đối tượng này. Cái đó là cả cái một số cái yếu tố bệnh nguyên và cả yếu tố nguy cơ bệnh lý có thể xảy ra ở trên bệnh nhân có thể gây nên đột quỵ. Tuy nhiên thì tất cả những cái yếu tố nguy cơ này thì chúng ta đều có thể phòng ngừa được. Vâng, thưa bác sĩ Phong, vậy thì bác sĩ Phong có những cái lời khuyên nào dành cho bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ đột quỵ? Vâng, thưa quý vị khán giả, thì để dự phòng cái bệnh lý đột quỵ thì chúng ta cần phải điều trị các bệnh lý đa mắc như kiểm soát tốt huyết áp, kiểm soát mỡ máu, điều trị bệnh đái tháo đường và điều trị các bệnh lý sơ vữa mạch máu. Ngoài ra chúng ta phải thực hiện thay đổi lối sống, dinh dưỡng tích cực, duy trì cân nặng hợp lý, thực hiện chế độ dinh dưỡng đúng và đủ năng lượng, chế độ luyện tập đều đặn, tránh tịnh tài, bỏ các yếu tố nguy cơ như thói xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia, chất kích thích, giữ gìn sức khỏe tinh thần, tránh stress, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya,
và tránh thay đổi tư thế đột ngột, nguyên tắc 30 giây. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Phong ạ. À, vâng, thưa phó giáo sư, với vai trò một bác sĩ chuyên thần kinh thì phó giáo sư có những lời nhắn nhủ gì đối với bệnh nhân ạ? À, vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thắng Bình. Thì kính thưa quý vị, như quý vị đã theo dõi lúc nãy giờ á, chúng tôi trao đổi rất là nhiều về bệnh lý đột quỵ, về cả cái nguyên nhân cũng như cả yếu tố nguy cơ dự phòng. Vậy thì lời khuyên ngoài chúng tôi muốn nhắn nhủ cho quý vị đối với bệnh nhân đột quỵ, thứ nhất, đột quỵ là bệnh lý gây nên tử vong cao và tàn phế. Thứ hai, đột quỵ nếu chúng ta không được điều trị thì bệnh nhân sẽ hoặc tử vong hoặc tàn phế. Do đó thời gian là vàng. Phát hiện đột quỵ chúng ta có các triệu chứng cơ bản, đó là một, tê yếu nửa người hoặc méo miệng hoặc rối loạn ngôn ngữ, hoặc là bệnh nhân có đau đầu đột ngột, hoặc là bệnh nhân chóng mặt đột ngột. Và nếu khi quý vị phát hiện ra các dấu hiệu nghi ngờ bệnh nhân đột quỵ, chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, đưa ngay đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, tránh làm tất cả các cái việc ở tại gia đình. Ví dụ như quý vị cho bệnh nhân ăn xoa bóp bấm huyệt hoặc là làm cả cái biện pháp khác, bởi vì tất cả cái đó đều có thể làm nặng lên tình trạng đột quỵ và quan trọng nhất là mất thời gian vàng điều trị cho bệnh nhân. Và cuối cùng nữa, đó là nếu quý vị có các dấu hiệu hoặc là các bệnh lý liên quan tới nguy cơ đột quỵ như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý tim mạch, rung nhị, hoặc là quý vị béo phì, tinh tài, nên đến khám tại bệnh viện, tại cơ sở y tế gần nhất để được các chuyên gia tư vấn cũng như được điều trị triệt để nhằm dự phòng các biến cố đột quỵ xảy ra trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư Nguyễn Đình Toàn và bác sĩ Lê Hồng Phong đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức hết sức bổ ích dành cho quý vị khán giả trong chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Qua những lời chia sẻ của phó giáo sư Nguyễn Đình Toàn và bác sĩ Lê Hồng Phong, quý vị khán giả đã biết thêm về dấu hiệu nhận biết, xử trí và phòng ngừa đột quỵ. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ từ những chuyên gia về các chuyên khoa nội tiết, tim mạch, thần kinh, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại hotline của Trung tâm Nội tiết Đái tháo đường Family theo số 0944225115, hoặc có thể gửi email chúng tôi trungtamnoitietfamilyhappytool.vn để được tư vấn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình Sống Khỏe số sau với chủ đề hậu quả đột quỵ và chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ. Xin chào và hẹn gặp lại.